Anh em thấy nè, nhiều khi người cũng hay nói rằng bị xì viền đối với vỏ không ruột. Tuy nhiên nếu mà vỏ có ruột á, để tình trạng mà nó ten, nó xét như vậy, khi mà mình thay cái ruột mới hoặc là cái vỏ mới vào nó cũng rất là hại. Nhiều khi nó bung không đều, nó bung không tốt làm xe mình đảo. Cho nên là thợ mình buộc phải đánh lại để giúp cho cái viền này nó láng hơn. Cái vỏ em thấy gai, ví dụ nữ á, dạ, thì em sẽ thấy còn gai còn rảnh là em nói còn ngon. Dạ. Nhưng mà thật sự em nhìn kỹ trong cái rảnh nó rất là rạn rồi, nó hình cho chân chim này nọ đó. Dạ, và cao su nó cứng nhắc. Dạ, đúng rồi. Cho nên là em thắng lúc nào cũng trượt, mà đặc biệt mùa mưa này. Dạ, đúng rồi anh. Thảo nào bữa giờ em chạy đi ship trời mưa, nhiều khi em thắng nó muốn lết bánh luôn á. Em không biết là do thắng hay là do bánh xe, nhiều khi mình con gái em không có rành á. Thì mà đó, anh thấy được nè, cái thắng em còn chỉnh được nè. Dạ. Mà ở tầm thắng thì thắng chưa có sâu, cho nên là thắng còn. Dù sao xe này cũng lâu rồi anh, xe từ hồi xưa ba em chạy tới giờ. Ngày xưa ba em cũng làm xe ôm, ba em đi chở hàng, ship hàng nữa. Xong rồi giờ tới em bán cho tắt em cũng đi ship. Thì kỷ niệm là phải làm cái gì nó ngon, thứ nhất là những cái gì để mình gìn giữ, thứ hai để cho nó an toàn, vừa xe, an toàn xe và an toàn mình nữa ha. Dạ đúng rồi, có gì anh Nhật kiểm tra giùm em nha. Rồi. Dạ. Rồi giờ thông quan vỏ đúng không? Dạ đúng rồi anh, em chỉ cần cái loại nào mà nó vừa vừa thôi, tại em đi trong thành phố rồi đi ship trà tắc thôi, nên là nhu cầu của em nó vừa vừa thôi là được rồi. Ví dụ giá thành tầm khoảng chục ly trà tắc được đúng không? Rồi, dạ. Bây giờ ví dụ vậy thì ví dụ anh ngoài ra cái vỏ mà xe em là có ruột thì anh sẽ có Michelin bên đó là của Thái Lan nè. À, đó. Dạ. Hoặc là bây giờ mình chọn quốc dân á thì anh có Maxxis. À, dòng Maxxis. Dạ. Maxxis thì anh sẽ có luôn cái gai xương cá, nhìn cái hình này rất là rõ nè. Dạ. Nó nhiều rãnh sâu hơn. Dạ. Hoặc là mình có thể chọn cái gai kim cương. Dạ. Gai kim cương. Thì đó, thì anh thấy được ví dụ như hai cái vỏ này nếu mà giống với vỏ trước thì mình chọn gai xương cá nó sẽ hợp lý hơn. Dạ, dạ. Tầm khoảng chục ly trà đắt là được. Dạ, vậy được. Nói chung là em là dễ lắm, miễn sao là xe chạy tốt là được rồi. Thôi vậy chọn này nha. Dạ, ok, rồi. Em chọn cái này. Đó thì mỗi lần mà thay vỏ có ruột á là luôn phải vậy nè anh em, không cần biết xe anh em là câm gì, niền gì. Nếu mà nại tay là buộc phải có những dụng cụ này để hỗ trợ tránh chạy những cái viền niền này ha. Thì giờ cũng tranh thủ nhật lột cái bao bì của vỏ Maxxis này ra. Xương cá là vậy nè anh em, có nhiều rãnh sâu và dài từ phía trong đi ra và nhiều rãnh nhỏ nữa, nó giúp cho việc kết nối thoát nước tốt hơn. Thì anh em đi mùa mưa luôn luôn quan tâm vấn đề mà kết nối thoát nước của một cái vỏ rồi ha. Nếu mà mình đi thứ nhất là về cao su, thứ hai là về thương hiệu, thứ ba là về gai vỏ, cái dòng gai vỏ này nó cũng khá là đẹp, làm điểm nhấn con xe mình cũng ok. Tuy là giá thành hơi cũng nhẹ ha, nhẹ nhưng mà dễ sử dụng. Đối với những anh em mà đi vỏ mà có ruột quá mình chọn dòng này, hoặc cao cấp thì có thể chọn Michelin, bên Nhật có đủ cho anh em hết. Anh em thấy nè, nhiều khi cũng hay nói rằng bị xì viền đối với vỏ không ruột. Tuy nhiên nếu mà vỏ có ruột á, để tình trạng mà nó ten, nó xét như vậy, khi mà mình thay cái ruột mới hoặc là cái vỏ mới vào nó cũng rất là hại. Nhiều khi nó bung không đều, nó bung không tốt làm xe mình đảo. Cho nên là thợ mình buộc phải đánh lại để giúp cho cái viền này nó láng hơn, để mình vô cái vỏ nó mới nó ngon hơn. Nè, coi thợ mình đánh nè. Đó anh em nhìn đó, rõ ràng là đánh ra nó sơ cơ bản thôi, do lâu quá xét nhiều rồi. Còn cái vỏ cũ, cái ta lông nó đã xét cỡ này, nếu mà đưa vỏ mới vô không lên đều là chắc chắn rồi anh em. Còn cái gai vỏ dày mà nói sao nha, nó không mòn cho được, tháo ra thôi là thấy nó te tua, nó rạn nứt cỡ này, nó mòn muốn hết cái rãnh gai ta luôn. Trong khi đó cái rãnh gai mới nó sâu cỡ nào mình không còn biết vỏ nào nha, nhưng mà đã nói là gai nhiều rồi thì phải coi cho cái gai biết mòn là chắc chắn rồi anh em. Anh em thấy đó, Nhật thường hay nhắc rằng á, mỗi lần mà thay vỏ sau hay vỏ trước nếu mà thắng đùm thì khi mà tháo ra mình nên vệ sinh sạch sẽ hết khúc tăng bua đùm này, rồi khu vực bố thắng xe ga hay xe số cũng vậy, giúp cho mình sau khi thay vỏ có cái vỏ ngon bám đường tốt. Cái về một phần thắng cũng phải an toàn và êm ái, tránh tình trạng bị trượt hay là thắng không ăn. Cứ mỗi lần mà thay vỏ ha thì thợ mình luôn luôn với những thao tác sạch sẽ, nhưng mà phải hỗ trợ khách hàng những bước như là tăng sên nè, tăng thắng lại nè, để khi mình thay cái vỏ nó êm rồi, nó mượt rồi, nó bám đường rồi, nhưng mà để cái sên nó không tăng, nó kêu lọc sọc lọc sợt, nó nhảy sên rất là khó chịu nè. Tăng lại đúng chuẩn, rồi thắng cũng phải tăng lại đúng chuẩn để giúp anh em sau khi thay vỏ con xe mình nó ngon hơn. Đây nhìn rất là mượt anh em. Cho dù là vỏ có ruột hay không ruột gì nữa anh em, nếu mình thay á, thợ không kiểm tra kỹ thì anh em cũng có thể kiểm tra bằng cách này. Mình nhìn cái viền này nó có hai có cái đường chỉ để so sánh giữa khoảng cách giữa cái niền và cái viền vỏ, mình thấy nó phải đều. Nó phải đều nha. Chứ còn nó không đều cái chỗ mà nó cái viền nó sát vô cái niền quá, cái chỗ ngay xa cái niền quá thì lúc đó cái vỏ mình chắc chắn nó sẽ nhảy. Nhưng mà anh em thợ của mình là luôn luôn kiểm tra kỹ để khách hàng an tâm mang về. Nha ơi, cái bố thắng của mình nó mòn trước nè. À, cái bố thắng trước đó hả? Đúng rồi. Dạ. Bởi vì em thấy cái đĩa của mình nó bị xước luôn nè. Nó sướng vậy, nhiều khi nếu mà em thay không kịp là cái dĩa này nó hư luôn, là mình phải tốn phí cái này nữa. À dạ. Thay luôn ha. Dạ, vậy
chắc là anh kiểm tra anh thay giùm cho em luôn đi, tại cái thắng xe quan trọng lắm. Nhờ lỡ cái đằng sau rồi giờ làm cái trước luôn. Rồi ok. Chà, bữa giờ em có bao giờ em dắt xe, cảm giác xe nặng nặng không? Có. Là nó bị sao anh? Thì cái thắng mình lâu quá không thay, ở trong này nó sẽ bị dơ. Dơ là con heo mà nó không có, gọi là heo phải sống, nó mới nhẹ bánh được, này nặng rồi nè. Nếu mà mình không kịp thời thay, thứ nhất nữa là cái bánh mình cứ nặng như hoài, rất là hao xăng. Dạ, hồi nào bữa giờ em dắt xe em cứ thấy nó nặng cái đằng trước mà giờ em mới biết. Đó, thì bây giờ thay bố thắng xong, nếu mà anh tháo ra anh kiểm tra thấy vậy thì anh sẽ vô ở bò làm nhẹ lại. Thì chắc chắn đó mình sẽ nhẹ lại. Dạ. Nếu như mà anh không nói thì Nga đâu biết đâu. Chỉ biết là khi nào em chạy mà cái thắng trước của em nghe sẹt 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 sẹt. Em mới đi thay đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Bây giờ thì lỡ có những cái việc mình vào mình kiểm tra cái gì hay là mình thay nhớ đó, thì em cứ nói kiểm tra giùm em bố thắng. Thợ của anh sẽ kiểm tra. Dạ. Không cần biết là em làm cái gì hay là bao lâu hết, cứ vào nhờ. Đừng cứ để nó mòn cỡ này hoặc là mòn hơn nó hại cái đĩa. Còn nó nặng bánh là biết sao không? Chắc cô không biết, sao biết được? Dạ. Sao mà biết được? Không biết. Đây. Thường thường cái thợ mà người ta thay cho em á là người ta chỉ gỡ ra, người ta thay bố vô thôi. Người ta không quan tâm tới cái này đâu. Cũng không quan tâm tới thắng của em nặng hay không. Dạ. Bây giờ em biết rồi ha, mai mốt mà thợ mà đi có lỡ mà đi quê đi chơi vậy mà muốn thay bố thắng nhờ thợ đó, anh ơi, kiểm tra giùm em cái bát heo xem có xét hay không vô bỏ bò lại. Bát heo. Em thấy cái này nó giống như là nó muốn reset luôn là bát heo mà nó xét như vậy nó không có hoạt động con heo mình được, không có trơn tru được. Thảo nào dắt xe nó bị nặng là vậy. Giờ biết rồi ha. Dạ. Mốt mà lỡ mà đi thay ở đâu thì nhắc người ta. Dạ. Cái thợ anh là luôn luôn làm rồi. Rồi ok. Thường thì những cái bạn nữ giống như bạn Nga này á, mỗi lần chạy xe mà tới hồi mà thắng kêu sẹt 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 hoặc là thắng không được hoặc là dính thắng mới đi thay bố thắng. Nhưng mà rõ ràng mấy bạn cũng ra nói anh ơi thay bố thắng cho em thôi, cũng không biết là bố gì. Cứ báo tiền như đó là thay, nhưng mà bên số xe bánh là luôn có giá thành công khai nè. Và những mã bố thắng từ bố thắng Elite, bố thắng Racing Boy và bố thắng chính hãng Honda đầy đủ để anh em có thể dễ dàng mà mình thích loại nào mình thay loại đó. Và chắc chắn là nó sẽ êm và được nhiều anh em tin dùng rồi bên mình mới kinh doanh đến anh em. Đó Nga thấy nó nhẹ hiệu không? Dạ đúng đó. Công nhận là nhẹ hơn nhiều luôn á. Bóp thắng nè. Qua dâm chậm nữa, đâu dâm chậm coi cái trớn nó sao. Nó khác phải không? Đúng rồi. Đây là cái vỏ xe mà xương cá đây đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, nó bơm lên nó vậy đó. Cái mẫu gai của Maxxis nó làm sẽ nhìn nó ngầu hơn, nó nhiều gai hơn. Dạ. Nó suông cái xe hơn. Dạ. Thảo nào. Thắng thiết rồi anh canh là hết rồi đó. Dạ. Đèn đốt xi nhan xe kỷ niệm là phải vậy. Dạ. Nhớ chạy ghi kỹ. Dạ em cảm ơn anh Nhật nhiều nha. Vừa rồi và Nhật vừa mới chia sẻ đến anh em á là một cái bánh câm của bạn nữ đi khá lâu rồi mà cái tình trạng thường xuyên xảy ra là nó hay bị hư cái ruột do cái viền bên trong niền á nó bị reset quá nhiều. Thì sẵn tiện tháo ra Nhật đánh luôn cái phần viền đó cho nó bay hết phần reset để mình gắn cái ruột mới vào nó an toàn cái ruột mới, rồi còn có cái vỏ vào á nó đều cái vỏ tránh tình trạng nhảy khi mình thay cái vỏ mới đi nó đầm nó chắc lên xe mình hơn. Ở đây là Nhật chỉ hỗ trợ vệ sinh rồi thôi ha, nào là vệ sinh cái viền mà niền đó hoặc là viền mâm của anh em mà nó quá dơ hoặc là quá reset ra ten, rồi vệ sinh luôn tambo đùm để sạch sẽ hơn, an toàn hơn cho cái bố thắng đùm, chứ không phải là đem cái niền hay là cái mâm của người ta đánh mỏng dánh bay sơn. Rồi nhiều anh em comment lại là làm như vậy á sao không sơn mâm lại cho người ta luôn, làm gì mà có chuyện mà vừa thay vỏ vừa vệ sinh mà vừa sơn mâm nữa anh em. Nhưng em cũng thấy là nhiều lần Nhật quay clip về thay vỏ, cái gì mà tốt, cái gì mà im, cái gì mà bền xe khách hàng, rồi những sản phẩm chính hãng về các thương hiệu vỏ nổi tiếng như Dunlop, Beery, Michelin hay là Maxxis đầy đủ trên kệ vỏ này, luôn sẵn sàng nhiều giá thành để anh em có thể dễ dàng lựa chọn mà thay lại cặp vỏ trong xe mình. Bởi vì những cái gì mà hài lòng khách hàng nhất là được đưa lên đầu hết trơn anh em. Vậy nên sếp Nhật thường hay dặn rằng không quan trọng là hóa đơn của khách hàng là bao nhiêu tiền đâu em ơi, quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với xe bánh. Như vậy là bên số hơi bánh mình vui rồi ha. Cảm ơn em xin lúc chờ lại anh em. Bye bye.